Các em hình dung là các em đang chạm, đang chỉ vào cái mặt phẳng này. Được chưa? Thì cái ngón tay này nó phải như thế này. Nó phải bấm vào đây như thế này. Chứ không phải là chúng ta bẹt ngón tay này ra. Nhiều bạn là bị bẹt như thế này này. Bẹt như thế này là hoàn toàn sai nhá. Bẹt như thế này là hoàn toàn sai nhá. Bởi vì khi chúng ta bẹt như thế này này, cái phần thịt này nó chạm vào cái phần dây ở bên dưới. Nên ấy là chúng ta chỉ đánh được một nốt đấy thôi. Còn khi ví dụ chúng ta quạt cả 6 dây đúng không? Thì chúng ta mà không cong lên ấy, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không chơi được.